Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với buổi giới thiệu sản phẩm nội thất trên kênh Kiên Sofa. Thì trước mắt mọi người là một bộ sofa được bên em hoàn thiện bằng chất liệu gỗ sồi Nga. Và là đây là một đơn đặt hàng của anh khách hàng, và bộ sofa ngày hôm nay thì dành cho không gian chung cư của anh khách hàng. Và những bộ sofa như thế này thì rất được nhiều quý khách hàng yêu thích, bởi vì nó nhỏ gọn và nó sẽ phù hợp với những không gian nhà phố có diện tích hạn chế. Đó, thì quý khách hàng có thể liên hệ qua bên em để được bên em tư vấn về những mẫu sofa nhỏ gọn như thế này để phù hợp với không gian của quý khách hàng. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận một và kích thước để cho mọi người có cái tư liệu tham khảo để đưa ra cái sự lựa chọn cho không gian nhà mình. Thì bộ sofa ngày hôm nay thì chỉ có bao gồm là 3 món thôi. Thứ nhất là một chiếc băng dài ở đây. Một chiếc băng dài ở đây thì có kích thước là 2m30, chiều sâu là 85cm và chiều cao là hơn 70cm. Và bộ sofa ngày hôm nay thì đây là một mẫu chân rất là mới của bên em. Đây là mẫu chân thuyền cao, thì được bên em tinh chỉnh là cao hơn 2cm so với những mẫu cũ thuyền trước. Đó. Và chi tiết tiếp theo đó là một chiếc đôn đơn. Một chiếc đôn đơn thì có kích thước là 1m20, chiều sâu là 60cm và chiều cao từ mặt đất lên phần mặt táp ngăn kéo ở đây là khoảng 45cm. Và chi tiết thứ ba là một chiếc bàn trà rất là xinh, với kích thước là 1m1 và chiều sâu là 65cm. Thì bộ sofa hôm nay thì được phun một màu sơn nguyên bản của gỗ sồi, vì anh khách hàng là rất là thích những màu nguyên bản của gỗ sồi như thế này, và rất là phù hợp với không gian của nhà anh. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận một. Thứ nhất là một chiếc băng dài. Một chiếc băng dài thì vẫn cấu tạo là một bể tỉ tay ở đây, và phần bên kia là một phần táp ngăn kéo. Thì như mọi người thấy, các cái phần mặt diện của bên em thì được trang bị những đường vân rất là đẹp của gỗ sồi ở đây. Mọi người thấy rất là đẹp ở đây. Đó. Và thiết kế của chiếc táp cắn kéo đây là một mẫu mới mà em nghĩ là đây là thời gian sắp tới sẽ rất là hot về những mẫu ngăn kéo như thế này. Bởi vì nó, thứ nhất là bên em sẽ sử dụng một bản gỗ rất là dày, và thứ hai thì được bo những đường bo rất là đẹp ở đây, rất là nổi trội ở đây. Đó. Và tiếp theo đến là bên dưới là một phần hộp ngăn kéo để mọi người trong quá trình sử dụng thì mọi người có thể để đồ, có các cái vật dụng điện tử ở trong này. Và phần mặt trước thì được trang bị những đường đục CNC chạy ngang ở đây. Và phần tựa lưng thì vẫn được bên em trang bị những đường đục CNC như thế này, để khi khách hàng mà không trang bị phần đệm thì nó sẽ lộ ra những đường như thế này, rất là nổi trội phải không ạ. Và phần bên trên thì vẫn được bên em bo rất là đẹp, rất là nhẵn ở đây. Đó, cảm giác sờ vào rất là mịn, rất là mát. Và như mọi người thấy đây, các cái phần trong thì cũng được bên em chọn những đường vân rất là đẹp ở đây. Đó, đây là những tiêu chuẩn mà nhà sản xuất cao cấp bên em đã trang bị lên cho bộ sofa và tất cả các mẫu sofa khác nữa. Và phần bên này là một phần bể tỉ tay. Bể tỉ tay như mọi người thấy đây, có một bàn rất là rộng. Đó, và vẫn được trang bị những đường vân rất là đẹp. Và phần bên này đây là một bể tỉ tay mẫu mới bên em. Đó, một cách thiết kế rất là nổi trội, rất là sang trọng. Thì và chi tiết tiếp theo đó là một chiếc đôn đơn. Một chiếc đôn đơn ở đây thì kích thước là 1m20, chiều sâu vẫn là 60cm. Đó, và vẫn là cấu tạo là chỉ là một phần táp ngăn kéo thôi. Và phần bên này thì bên em đã trang bị đến phần cái này để khi mọi người có thể để những phần đệm ở đây thì nó sẽ đỡ không bị trôi ra ngoài. Đó. Và phần táp ngăn kéo ở đây thì vẫn được trang bị những đường vân rất là đẹp, và vẫn là một mẫu thiết kế của táp ngăn kéo rất là hiện đại. Và bên dưới thì vẫn được trang bị thêm một hộp ngăn kéo nữa. Trong quá trình sử dụng mọi người có thể để đồ. Thì em nói sơ qua về mẫu chân như thế này. Mẫu chân này thì như mọi người thấy đây, được bên em tinh chỉnh để cho nó có cái độ hài hòa hơn, và nó cái độ sắc sảo hơn những mẫu thuyền trước. Và được bên em tinh chỉnh cao hơn, để những cái phần này thì khi mọi người có thể là vệ sinh thì cũng rất là dễ dàng, và những con robot đi vào đây thì cũng rất là thoải mái nha mọi người nhé. Những cái phần này thì nó vào khoảng 20cm, rất là lớn, rất là cao, thì mọi người có thể là sử dụng. Và chi tiết cuối cùng là một chiếc bàn trà. Một chiếc bàn trà rất là xinh ở đây. Thì một chiếc bàn trà ở đây thì vẫn rất là đầy đủ công năng, để như quý khách hàng thấy ở đây, được bên em trang bị thêm hai hộp ngăn kéo. Đó. Các cái phần văng và phần bàn thì đều được bên em trang bị những hộp ngăn kéo để trong quá trình sử dụng mọi người có thể là để đồ rất là tiện lợi. Và kết hợp với đó là vẫn là dây giảm chấn rất là cao cấp. Và xung quanh đây thì mọi người thấy được bên em bo những đường bo rất là đẹp ở đây. Đó. Thì trong quá trình sử dụng và nhà có trẻ con thì mọi người cũng rất là yên tâm. Đó. Xung quanh như thế này được bó rất là đẹp. Và xung quanh để tăng thêm độ thẩm mỹ thì bên em cũng được soi những đường soi đũa như thế này. Đó. Rất là nổi trội phải không ạ.
Vâng, và vừa rồi thì em giới thiệu đến tất cả mọi người một bộ sofa rất là nhỏ gọn. Thì quý khách hàng mà có diện tích nó không quá lớn thì có thể tham khảo những mẫu sofa như thế này. Nó rất là nhỏ gọn và rất là đầy đủ công năng để quý khách hàng sử dụng. Thì mọi người có nhu cầu thì liên hệ qua bên em để được bên em tư vấn về những mẫu sofa như thế này và rất nhiều mẫu sofa khác nữa mà bên em sản xuất. Xin chào tất cả mọi người.